Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, chiều nay Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị tổng kết chương trình hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà ở cho gia đình người có công cách mạng giai đoạn 2014-2022. Đến dự có Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến. Thực hiện quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ, 9 năm qua, cùng với nguồn kinh phí hỗ trợ của Trung ương, nguồn ngân sách địa phương, thành phố đã tích cực vận động các cơ quan đơn vị, mặt trận, đoàn thể, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp cùng chung tay góp sức hỗ trợ kinh phí triển khai xây mới, sửa chữa cho gần 10.500 nhà. Trong đó sửa chữa gần 8.000 nhà, xây mới hơn 2.500 nhà với tổng kinh phí 330 tỷ đồng, đạt và vượt kế hoạch đề ra hàng năm, cao gấp 5 lần so với giai đoạn 1997-2013. Đây chính là điểm nhấn nổi bật cho thấy hiệu quả thiết thực của chính sách này. Đặc biệt trong số đối tượng được hỗ trợ, thì riêng thân nhân của liệt sĩ được thụ hưởng 4.000 hộ, chiếm tỷ lệ gần 40% tổng số các hộ được hưởng. Thể hiện sự bao phủ của chương trình không chỉ dành riêng cho người có công, mà còn dành sự tri ân cho thân nhân của người có công với cách mạng. Đây là chủ trương đầy nhân văn, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn tốt đẹp của dân tộc. Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, để có được kết quả trên, cả hệ thống chính trị thành phố đã quyết tâm vào cuộc với sự đồng tình, ủng hộ cao của các tầng lớp nhân dân. Các ngành chức năng đã chủ động trong công tác tham mưu, các địa phương đơn vị đã quyết liệt trong tổ chức thực hiện. Đặc biệt các cơ quan đơn vị, mặt trận, hội đoàn thể được phân công giúp đỡ đã tâm huyết nhiệt tình vận động và hỗ trợ sửa chữa xây mới nhà ở cho các gia đình người có công. Nhân buổi tổng kết hôm nay, thay mặt lãnh đạo thành phố, tôi xin ghi nhận nhiệt liệt hoan nghênh và biểu dương những tấm lòng, tinh thần trách nhiệm, sự phối hợp chặt chẽ của các sở ban ngành liên quan, các địa phương và các đơn vị nhận hỗ trợ đã có nhiều cố gắng, nỗ lực hoàn thành tốt kế hoạch. Xin được ghi nhận, đánh giá cao và chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của các nhà tài trợ, các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp đã đồng hành hỗ trợ thành phố thực hiện tốt kế hoạch này. Đề nghị các cơ quan đơn vị tiếp tục thực hiện hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà ở cho gia đình có công cách mạng trong năm 2023 và những năm tiếp theo. Xem đây tiếp tục là nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương, đơn vị mình. Thành phố cũng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng rà soát, đề xuất nâng kinh phí hỗ trợ sửa chữa, xây dựng nhà ở cho người có công trong giai đoạn tiếp theo. Rất mong các tổ chức cá nhân và các tầng lớp nhân dân tiếp tục đồng hành cùng thành phố thực hiện thành công chương trình hết sức nhân văn và thấm đẫm đạo lý này, góp phần thực hiện tốt chương trình thành phố 50, ba có thành phố 4 an và mục tiêu 100% gia đình chính sách của thành phố có nhà ở ổn định, có mức sống cao hơn mức sống trung bình của dân cư địa phương nơi cư trú, tạo tiền đề để xây dựng thành phố Đà Nẵng giàu đẹp, an bình, văn minh hiện đại như tinh thần nghị quyết đại hội lần thứ 22 Đảng bộ thành phố. Hội nghị đã trao bằng khen của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cho 26 tập thể và 29 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện chương trình hỗ trợ sửa chữa xây mới nhà ở cho gia đình người có công cách mạng giai đoạn 2014-2022. Trao bằng khen của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cho 10 tập thể và 20 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng giai đoạn 2017-2022. Tại hội nghị, thành phố cũng đã quyết định tặng 499 hộ người có công với cách mạng được hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà ở lần đầu trong năm 2022, mỗi gia đình 4 triệu đồng, để các gia đình mua sắm những vật dụng cần thiết khi về nhà mới.